Yeah, good evening, my dear. How do you feel today? Cô có thể đọc lại câu hỏi được không ạ? How do you feel today? Như là gì ạ? How are you today? Great, thank you. I'm great. Okay. Yeah. You already use our new word. Great, it means very good. Great, it means very good. Great có nghĩa là tuyệt vời hơn cả good hôm trước cô bạn đúng không? Đúng không? Yes. Okay, good job. Rồi. Okay. Okay, I listen to your speaking and your speaking is very good. Yes. Yes. So we are going to check your writing. Ở cái phần viết của con nhá, cô cũng có xem rồi. Bây giờ chúng ta sẽ check nha. Ơi. Cô nhìn thấy cái xe đạp của con được cô? Rồi, cô tim thả tim bật rồi. Cô thả tim rồi. Xe hồng đấy hả? Ô, xe đấy to đấy. Đi được cái xe đấy hơi khỏe. Cô nhìn thấy rồi. Thế Hải Anh dùng xe đấy lâu chưa? Con dùng xe lâu rồi. Thế hẳn là mà xe đấy cô nghĩ là to, kiểu giống xe to của người lớn đi ấy, mà con vẫn đi được xe đấy. Ok. Rồi, cô nhìn thấy màu hồng từ đầu đến đuôi. Trước khi mẹ con mua cái xe đấy, mẹ con có một cái xe ngày xưa con vẫn hay đạp. What is color? It's purple. A purple. Okay. Yes. And it is very old. Rất là cũ. It is very old. Old là cũ. Yeah. Old. O-L-D. Cũ. Cũ. Yeah. Đây chữ O nha. O-L-D. Cũ. Okay. Now, okay. Can you open your book? Can you open your book? A book. Okay. So, now, what is the date today? This is on Tuesday. Tuesday. Okay. Now, okay. Look at your writing. And can you read? Can you read your writing? Okay. Okay. Hello, my name is Hải Anh. My nickname is Linda. I'm 9 years old. I go to Songmai Primary School. This is my family. Okay. This is okay. My Hải Anh. Okay. Family. Chúng ta có từ family. Chữ này là chữ y ngắn. Y dài. Y dài đúng rồi. Viết hơi vội hả? Okay. Y dài của cô nha. Ở trong vỏ con kia y dài hay y ngắn đấy? It is wide, not I. Ôi ngắn. Ngắn, ôi ngắn. Okay. It is wide. Là y dài nha. Finished. Con ghi đi đã. Bút có chưa? The pen. Cô đợi con lấy đây. Bút mực đúng không? Ok. I guess it is our ink. Hết mực hả? Cái đấy ngày xưa cô đâu, viết mực con còn đây mà. Chắc là của trên nó hết. Cô cũng thi thoảng nhé. Cái bút của cô mà hết mực ngày xưa cô viết nhá, thì cô sẽ nhỏ xuống. Khi con hết, khi con không biết được con làm này nên là nó viết đậm lắm luôn ý. Cẩn thận không nghe vợ. Đó, đậm. Đậm quá. Vâng. Ok. Đậm quá thì gì nhỉ? Có thể dùng cô có cái khăn giấy, cô lau cái đầu bút đó. Lau cái đầu bút. Đó. Mình dùng khăn giấy. Cô hay làm thế nó viết đậm lắm luôn. Đấy, đậm quá nên chúng ta sẽ bị nhòe vỏ.
Đó, nào. Tiếp này, continue. Okay. my father. It He is my father. 40 years old. Okay. His favorite color is the Okay. This, what Cái is this? chỗ he này là tự nhiên con quay thì con lại nghĩ ra my father của Không sao. Trong my phần father. nói, con thể ứng biến, con nói nạo được. Trong phần viết thì để ý cho cô đây là gì đấy? Chúng ta lên sổ là gì? What should we write? It is not he. It should be his. Đúng rồi, his. Sở hữu nhá, tính từ sở hữu nhá. His của cô. H-I-S. Okay. That is his. Favorite color is green. Cô, Ơi. máy tính nhà cô là laptop của cô. Laptop I am using laptop. con. Ok, nếu thế thì con có thể chỉnh cho cô lại chữ có thể viết bằng tiếng Anh đấy cô. Là sao con nhỉ? Chỉnh cho cô Ở góc chữ là bên tay phải có giờ ấy, qua phần sao? pin mới lại có một cái màn hình X rồi À, mạng đây đúng không? ấy, Đây đúng không? có chữ mà cô đang dùng tiếng Việt nên có chữ V màu đỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng tại vì cô để thế bởi vì là cô dùng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Nhưng mà vừa nếu mà chúng ta chuyển sang tiếng Anh thì cô không viết được tiếng Việt. Nên là cô sử dụng bây giờ cô sử dụng tiếng Việt để viết cả hai cái cho nó tiện. Ok, thank you for your advice. Now, this is my mother. Is this correct? Mother. Mother. This Sir. mother. Nói như là your Chữ mother. O đấy cô. Thừa cái gì nhỉ? Thừa. Mother của chúng ta sẽ là M-O-T-H-E-R. Mother. Được chưa nhỉ? Mother đây. Mother. Đúng rồi. Bỏ chữ R cô nhá. Hãy anh lấy bút gạch chữ R nhá. Mother. Ok. Okay. It finished. She is 38 years old. She Có favorite S không? Chữ Âu color này. is Từ từ white. từ từ. Từ từ chữ Âu này của con có S không? Years old. You have. No. À không có S đúng không? Đây là cái gì ghim vở? À, ghim vào, ok. Rồi, tương tự nào, sửa cho cô suy này thành gì? Ok. Sửa cho cô hơn nhá. Đúng từ sở hữu của cô ấy. Hơn này. My brother. Ừ. Color is black, Ừ. and this is me. My favorite color is blue. Goodbye. Ok. Rồi, thế thì ở đây cũng sửa he thành his này. Ở đây thì là bỏ r này, ở đây thành her của cô này. Đấy, mình có một vài lỗi nhỏ thôi. Ok. Okay, Ok, finished. Now, one more thing. Trong phần chúng ta viết thì chữ end này finish. trước Không cần end dấu chấm. không cần dấu chấm hoặc con có thể chuyển thành dấu phẩy cũng được. Được chưa? And this is me. My favorite color is blue. Thế bây giờ nói là trong phần nói thì con nói là cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình nói như nào có biết không?
Cảm ơn các I bạn. Thank you for listening. Thank you for listening. Cảm ơn các bạn đã nghe bài nói của tớ. Thank you for listening. Yeah, rồi chưa? Okay. Rồi. Con sửa hết rồi đúng không? Yes. Mình đến phần tiếp theo nha. Ok. Nào. Con kể bài và ghi thứ ngày tháng chưa nhỉ? Thật sự con chưa ghi thứ ngày tháng. Mình ghi thứ ngày tháng đã. Hôm nay là ngày 22 tháng 9. Ồ, 22 tháng 9. Thứ 9 là September. September, yeah. Okay, finish. Okay. Now, lần trước chúng ta đang nói đến cái phần bài hoàn thành crossword. Crossword it means câu đố. Đó. Ô chữ đúng không nhỉ? Crossword. Okay. Okay, so do you remember how to play, how to finish it? How to do this exercise? Làm sao chúng ta làm cái này đây? Bây giờ Hải Anh có dùng bút được không nhỉ? Cái điều chỉnh của con để con làm được bài này không? Lần hôm trước Hải Anh đã làm một vài câu rồi đấy. Con có thể làm được. For example, 8, it is, what is this? Letter. First of all, now, is there any new word in this box? Is there any new words? Tick. Cái thằng này hả? No. Sentence. Okay. Yeah. Okay. Help me to underline. New word? Không biết nghĩa. This is your new word. Nó nghĩa là sentences, it means câu. Câu. Câu, yeah. Okay, can you write? Câu. 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 Con từ letter. Letter. It means chữ, chữ, chữ. Yeah, A, B, C, X, Y, Z á, là chữ, chữ. Không, mình nói là không, con ghi là chữ cả, chữ cái đi, cho nó dễ hiểu, chữ cái. Chữ cái. Okay. Hoặc ghi là chữ cũng được, chữ cái. Question, con biết đọc, con quên nghĩa rồi, question. Question là, question là. Câu hỏi. Question. Câu hỏi, ok. Question. Okay. Câu hỏi. Cuối bài học cô thường nói là do you have any question for today lesson? Con có câu hỏi gì trong cái phần bài học ngày hôm nay không? Thế thì cô nói là do you have any question? Con có câu hỏi nào không? Đấy. Question. Câu hỏi. Ok. Now, what else? Yes. Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Từ mới hết rồi. Nào. Ok, nào. So let's do. Ok, nào. Con sẽ làm bài. Con làm như nào? Nào, show me. What are you going to do? Con sẽ điền từng chữ vào trong các ô. Okay, try it. Nhớ là để ý cho cô là nó là hàng dọc hay là hàng ngang nhá. Hàng dọc hay hàng ngang. Khi nhớ. Yeah.
Con hiện tại là ok rồi. Ok, good job. Con chuyển thành màu đen. À, không sao, màu xanh cũng được, màu đen cũng được, nhưng mà màu đen thì nó rõ. Công nhận màu đen nó rõ hơn, correct. Ok. Chữ cái sẽ là letter. It is spelled letter, not AR. Letter. ER, not AR. Okay. Okay. Nhớ là đếm ô của cô nhá, không là thiếu đấy. Nhớ là đếm ô nha. Cars, it is. Giờ đến cuộc hành trình con viết chữ xấu. Yeah, that's okay. No problem. Bởi vì dọc máy tính của con không thể viết dọc, nó chỉ là cân ngang được thôi. Okay, let me help you. Bây giờ cô Hồ giúp nhá. Rồi cô sẽ viết một vài chữ nào bây giờ nào. Cái phần này con có chắc là letter không? Nào, how many letter? How many letter are there? Chúng ta có bao nhiêu chữ? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So. No, no, no. No. Con này phải đi một chữ khác. Nó bắt đầu một chữ L cao. We start with L. L. Yeah. Chữ cái là cột. Con hãy viết hết, nếu mà không viết được hàng dọc thì hãy anh cứ viết hàng ngang hết đi. Chờ mình nữa hàng dọc chúng ta xử lý sau. Đó. Ok. Hình. Chữ là nào cô? Cái chữ ở giữa chữ cái rồi là chữ gì? Ý cô là cái từ letter ấy nó có hai nghĩa. Nó có nghĩa là chữ, chữ bao gồm A, B, C, D, X, Y, Z ấy. Và hoặc là chúng ta có thể dịch cái letter ra là chữ cái. Chữ cái cũng nghĩa là từng cái chữ một á. Ví dụ chữ A, chữ B, chữ C, ví dụ như thế. Được chưa? Nên là nếu mà không cần thiết chúng ta bỏ nghĩa chữ cái, hãy letter có nghĩa là chữ. Vậy thôi, đơn giản thôi. Không được à? Ok. Nhưng nói lại hàng dọc. Chạy là chạy. Hàng dọc con có thể nói cho cô câu. Nói cho cô từ đấy là gì? Chẳng hạn như vậy. Trên chỗ nói một tiếng có chữ We love English. We love English. Nó hàng dọc hay hàng ngang con? Hàng dọc. Hàng con dọc. Theo nói là con thấy nó hàng dọc. Hàng dọc vậy thì nó sẽ là chữ. Vậy nó là từ gì trong tất cả những từ này? Letter. Từ gì nhỉ? Sentence gì cô? Sentences. Sentences. Đúng không nhỉ? Ok. Sentences. Yeah. Sentences. Chữ A là số 3. Okay. Nếu viết bút. Viết bút như thế thì con viết được cô. Thế hả? Thế con viết đi. Con viết đi. Ok. Rồi. Ok. Thích nè. Number. Dạ. Chịu. Ok. Rồi. Một chữ mà to gấp 3 cô. Nét gấp 3, to gấp 3 cô. Baby. Number. Number, ok. Biết của khó quá không?
Okay. Number. Đủ ô rồi đấy. Đã đủ ô. Number. Từ cuối cùng. Okay. Chị dây chỉ có từ gì là dây chạy? Pi. Cái đó đâu ta? Pi. Cái đó chỉ có cái cuối cùng à. Pi. Ừ. Hãy đếm số lượng từ rồi chắc chắn, đúng không? Ok. Ôi. Đúng mà, được. tại vì ở đây con đã có chữ R rồi. Đúng không? Ồ, có chữ R rồi. Ừ, rồi. Bây giờ còn từ cross của cô à, no. Còn từ tick. À no no no, còn từ worst. No. Worst. W. No, con đã nhìn ra rồi. Con tìm ra rồi. Okay, well done. Okay, finished. Rồi. Okay, let's check. Let's check nha. Question này. Words này. Okay. Okay, sentences. Giờ cô sẽ trở lại. Trở lại. Ok, cô cũng xài luôn. Đó, mình thấy hết chưa? Can you see it? Ok. Ok. Yes. Yes. Ok, any question for this section? Any question? Do you have any question? Con có câu hỏi cho bài này không? Question ghi chưa? Ghi nghĩa của cô chưa? Chưa. Mãi đi của cô quá, quên đi từ mới. Đạo question, hai chấm câu hỏi. Question, hai chấm câu hỏi. Finish. Ok, finished. Đạo. Number one. Câu hỏi đi. Ok, so bây giờ chúng ta đã làm một bài tương tự như bài vừa nãy, nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta là nối. Bây giờ này, 3 seconds are. Để con nối cho. Ồ, con nối nhá. Ok, let's go. 3 seconds. Numbers. Ok, remember. Numbers, not number. Có hai số, số nhiều, vậy đó sẽ là numbers. Chủ nhiều cô S. Cô chữ cọ, chữ đấy là chữ gì ạ? Ừ, đây chữ đi thử. Dạ. Và teacher là second là U second. Bất trọng này second. What's your name? Okay, what's your name is a question. Thì câu hỏi này, một câu cô nói là cô hỏi con là what is your favorite color? Thì đấy là gì? What's your favorite color? What's có phải là question không? Có phải là question không? Màu gì ạ? Không, cô đang hỏi theo dạng bài này. Thế cô nói câu này với con là what is your favorite color? Thì đấy có phải là một câu hỏi không? Đấy có phải là question không? Yes or no? Yes. Yes, okay. Yes. Thì bây giờ con giới thiệu là tôi tên là Hải Anh. Thì đấy sẽ là question hay là sentences? Tôi tên là Hải Anh. À, sentences rồi đấy. Okay. Good job. That's all. Và chúng ta đến phần mới này. Okay, check answer. The answer. Hey. Yeah, correct.
job. Okay. Okay. Now. Okay. Wow. Okay. Can you read the requirement? Đọc cho cô đề bài nào. Read, draw a white. And white. And white. And white. Yep. Okay. So we are going to read, draw and write. Read đầu tiên này. Draw thứ hai. Draw. Vẽ vào. Viết. Okay. Now. Okay. This draw and write. Now, thế bây giờ nhá. Write a number. What should we write here? What should we do? What should we do là gì? À, chúng ta lên làm gì? Chúng ta lên viết cái gì vào đấy? Chúng ta lên làm gì vào đấy? Viết số ạ. À, viết số. Bây giờ mình viết số bất kỳ nào. Random number. Để cô viết nhá. Con có viết được không? Có ạ. Ừ, okay. Good job. But a number, only one, chỉ có một số thôi. No one. Hẳn nào, hẳn nào ghi đâu thế? Làm ghi luôn, ghi dù, ghi cả dãy số của cô. Ok, một số thôi, một số yêu thích, số bất kỳ số nào cũng được. Ok, số ba. Số ba, ok. Now, ok, now number five. Put a crust in the box. In the box. Crust, it means in the egg. Yeah. It's. And two. Now, look at the left. The box. Tick the box. Tick. Okay. Yeah. Tick. Right. Yes. Right. Yes. Có. Okay. Có. We gonna write yes. Okay. Rồi yes này đẹp ghê. Number six. Write one word. À, nhớ nhá. One yes. Word. Now one word là như nào mà one letter là như nào? One letter là một chữ cái. Còn one word là I don't know. À, word có nghĩa là từ. Thế bây giờ cô lấy ví dụ này. À, cô lấy từ vợ. Nào, vợ thì nó là từ hay là chữ cái? Từ ạ. Từ. Vậy thì từ nó sẽ là word hay là letter? Word. Đúng rồi, word. Bây giờ con viết một từ với word nào. Một từ nào. Viết một từ nhá. À, mock. Ok. Great job. Thế bây giờ cô nói là nếu cô không yêu cầu viết một từ mà cô yêu cầu viết một chữ thì sao? Viết là A, ok, rồi, đó. Ok, now number 7. What's your favorite English word? What's your favorite English word? Biết một câu tiếng Anh, ok. Ừ. Ở người một từ. Một từ nha, không phải một câu đâu. Một từ. Từ. Ừ. Mình có hàng vạn từ luôn. Mình chọn trong đấy duy nhất một. Okay, rồi, đó, lần thứ 8 đúng không? Okay. Good job. Number 8.
write a sentence with five words. A sentence. Five words. A sentence. Nhớ cho cô nhá. A sentence. Nhưng mà lại là five words. Five là số năm. Words là từ. Words là từ. It's mean từ. Words là từ. Đó. Ok. Ông mà coi. Con không hiểu câu này cho lắm. À rồi. Nào a sentence chúng ta vừa lấy nói là gì nhỉ? A sentence. Sentence it means là một câu. Một câu with với five words, năm chữ, năm từ. Với năm từ, một câu bao gồm năm từ trong đấy. Năm từ tạo thành một câu bằng tiếng Anh. Nhớ là phải năm từ của cô ấy. Năm từ thì có từ gì ta? Mình cứ đến câu nào có đủ năm từ. Đấy, thế là nó phù hợp với yêu cầu đề bài. Năm từ. Ồ, chết chứ. Why a question with four words? Oh, with bốn no, chữ. No. Ok, Hải Anh. Cô số 8 nhá. Viết một câu với 5 chữ. Nào, bây giờ cô nói vừa nãy chúng ta có cái mẫu của bài trên đấy là we love English. Đây được coi là một gì? Một câu đúng không nhỉ? Đúng không nhỉ? We love English. Thì ở đây có mấy chữ? À, ở đây có mấy từ? Một từ này. Ba. Đúng rồi. Thế bây giờ mình lấy... À, rồi con nhớ. Đó. Được chưa? Ui. The dog is banking. Con chó nhà Hải Anh đang gâu. No, có chó nhà hàng xóm ạ. À. Chó hàng xóm là ok. Thế mà nó gâu to thế nhỉ? Nếu khó khăn quá thì cô sẽ hỗ trợ. No. Ok. Rồi. Great job. Ui, hai chú bạn, trời ơi. Ui, thả lên là đồng. Sẽ biết làm không? Lấy lý tưởng mà bốn từ. Tôi làm nhớ hôm nay phải nghĩ câu khác đi. À nào thì bây giờ cô nói tiếng Việt và Hạ Anh sẽ nói tiếng Anh nhé. Một ngày ngày hôm nay của tôi rất là vui vẻ. Ngày hôm nay của tôi rất là vui vẻ. Lấy cho cô câu khác này. Chú chó của tôi rất là đẹp. Cô nói thiệt là nghĩ đạt rồi. Yes. Chúng ta hãy có ý tưởng trước, sau đó chúng ta nói tiếng Anh. Chú chó của tôi rất là xinh đẹp. Chó của tôi rất là xinh đẹp.
Do you know? It is on the march. Okay. It is on the march. Look. Okay. Yeah. Okay. Questions. Which for? From. Push. Let's forward. Này lại viết bốn từ trời. Can you do it? Có làm được không? Can you yes. do it? Yes. Con lại chép lại cái từ bị sai. Okay. That's okay. Chúng ta. Finish. Okay. Now. Oh yeah, this is my mother. Câu đầu tiên. Nào, cái phần này, cái phần này khi mà mình nghĩ ra câu ấy thì con thấy khó khăn nhất là cái gì? Nghĩ ra câu để đủ từ ấy. Thế bây giờ mà cô bảo là một câu mà chỉ có hai từ thì Hà Anh có làm được không? Yes. Đúng rồi. Hai từ thôi. Đúng. Cô mà chỉ nói là hai từ thôi thì con có nói được không? Có ạ. Ví dụ. A pupil. A pupil. Now, a people là nhiều người. A person thì được. A girl, a boy. Đúng rồi. Thì được. Đúng không? Đấy. Thế bây giờ cô nói là lấy cho cô một câu 6 từ xem nào. 6 từ. Nhưng mà 6 từ này nói về sở thích. Sở thích à? Yes, nói về sở thích của con. Trước khi ghi, con muốn hỏi cô là sở thích là gì? Sở thích là ví dụ con sử dụng từ sở thích nào, từ hobby. Hobby là sở thích. Hobby sở thích. Sở thích à? Yeah, okay. Hơi khó một chút. Và chúng ta nào. Thế bây giờ bốn từ có rồi, ba từ thôi. Là ba từ là dễ hơn này. Ba từ miêu tả thời tiết. Ba từ miêu tả thời tiết. Ba từ ạ? Ừ, ba từ thôi. Ba từ cho một câu miêu tả thời tiết. Ba từ cho một câu để miêu tả thời tiết. Nào, ví dụ hôm nay trời nắng. Chúng ta bỏ từ hôm nay đi. Trời nắng, trời mưa, trời gió. Được rồi. Ôi. Mình có từ mới hả? Yes. Trời nắng. Trời thời nào. Thế bây giờ thời tiết nhá. Thời tiết thì con nói là hôm nay rất là tốt chẳng hạn, thì chúng ta nói nice. Hỏi là trời nắng là gì? À, sunny, trời nắng. Sunny, oh, cô lại nhớ rồi. Ok, it is sunny. Bầu trời hôm nay rất đẹp. It is nice. Today is sunny. Ok, đúng. Yes, ba từ của cô. Good job. That's it. Ok, thế bài này có khó lắm không? Cái phần câu 7, à câu 8, câu 9 khó lắm không? No. No, ok. Đó, mình xem là ồ, tích tàu quá. Đó, để làm ví dụ người ta đấy. Ví dụ rồi, được chưa? Được chưa? Đúng không? Thấy chưa nhở? Ê, người ta còn sử dụng về cái question nữa. Yeah, ok. Now, next. Ồ, có đơn giản nè. Ok, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là đặt câu hỏi. Dễ thôi. Dễ thôi nào. Thế bây giờ con hãy đặt cho cô câu số 1 và số 5 nào. À, câu số 1, số 2 trước nhầm.
what? No, what is yours? Là sao? Bên cạnh cô. Yours là đại từ sở hữu. Ví dụ nhá, it is your là cái này là của bạn, cái này là của tôi. Tại người ta gọi cái những cái đấy người ta gọi là đại từ sở hữu. Thì yours ở đây có nghĩa là của bạn. Vừa lại cô bảo là bình thường chúng ta có her đúng không? Thì chúng ta sẽ có him này, his này, his này, yours, con sẽ dịch là của bạn. Thế bây giờ nhá, bây giờ con đoán là cái câu này nó sẽ hỏi về cái gì đã. Đây có phải là của bạn không? Thế cái bag này nghĩa là gì? What is the meaning of bag? It là cái cặp. Cái cặp, ờ đấy. Bạn cái cặp này là của okay. Ai? Của bạn phải không? Do, chúng ta có cái từ do này thì đúng là của bạn. Thế nhưng mà nó lại chưa phải là từ để hỏi. Vậy chúng ta sẽ có các từ để hỏi sau nhá. Nào, whose? Ghi cho cô này. Của ai? Yeah. Ngoài ra còn gì nữa? Từ để hỏi có những từ nào? Cái gì? Cái gì trong tiếng Anh có nghĩa là? Cái gì trong tiếng Anh có nghĩa là gì nhỉ? What? Đúng không? Để hỏi à? Đúng rồi. What is your name? Cô Gwen. When, đúng rồi. When, chính xác. Gì nữa? What else? Where, okay. Where? Who? Who? Yes. Good job. Gia đình bạn có bao nhiêu người? How gì? How many? Yes, okay. Đúng không? Yeah. Đúng không nhỉ? Ok. Ôi. Từ how many? How many là bao nhiêu? Đây, what? Bao nhiêu? Ôi. Mary con. Mary. Mary. Many mà con. How many mà? Many. Yeah, how many? À, con chuột đó con của con che mất kì. Không sao nhá. Rồi, cô sẽ gửi cái này cho Hải Anh về nhà. Hải Anh về nhà hãy hoàn thành từ câu 1 đến câu 5 của cô nhá. Được không nhỉ? Okay. Yes, okay. Nào, từ mới hôm nay chúng ta có bao nhiêu từ mới nào? 1, 2, 3, 4. 4, okay. What is your favorite word? Works at now. Từ nào ta? Từ nào xuất hiện ngay trong đầu? À biết à? Từ nào? I like parents. A parents, you like parents, okay. Nghĩa là bố mẹ hả? Yes. Okay, yes, okay. Rồi, thế về nhà làm bài tập này cho cô nhé. Okay. Okay, và cô sẽ gửi ảnh cho. Okay, do you have any question for today's lesson? Yes. Questions. À, okay. Con có câu hỏi, hỏi cô nào. Là bài này làm là một là chỗ chấm điền gì là mình chỉ cần điền từ đấy thôi hả cô? Đúng rồi, con chỉ điền từ để hỏi đây. Chúng ta có các từ để hỏi đây cô cho rồi. Và về nhà con chỉ điền vào thôi. Đó, nhiệm vụ là điền vào. Nhưng nhớ cho cô là chép cả câu nha. Chép cả câu nha. Yeah. Yeah. Okay, được chưa? Rồi. Yes. Yes. Okay. So, thank you. See you next time. Bye bye. Goodbye. Goodbye, teacher. Good bye night. Bye, my dear. Good night, my dear.